Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Nếu như có một cái câu hỏi rằng là trong một cái tiệm rửa xe, thiết bị nào là cái thiết bị hay hỏng nhiều nhất, thì cái câu trả lời đó chính là cái máy rửa xe. Nguyên nhân là vì sao? Nguyên nhân là vì cái máy rửa xe là một cái thiết bị mà hoạt động nhiều nhất, tuy nhiên là cái thời gian được nghỉ của nó cũng là ít nhất. Chính vì vậy mà việc lựa chọn được một cái máy rửa xe phù hợp với cái công việc của mình thì nó không những giảm được những cái chi phí về sửa chữa, bảo dưỡng mà nó còn nâng cao năng suất lao động, nâng cao doanh thu và nâng cao lợi nhuận của người làm kinh doanh rửa xe. Chưa nói đến các cái nguyên nhân chủ quan và khách quan do nguồn điện, do nguồn nước hay là do người dùng, thì cái chất lượng của một cái máy rửa xe nó phụ thuộc vào những cái gì? Một cái máy rửa xe nó được cấu tạo bởi hai cái bộ phận chính. Thứ nhất là motor và thứ hai là đầu bơm. Vậy thì cái chất lượng và cái độ bền của cái máy rửa xe nó phụ thuộc vào chất lượng và độ bền của chính cái motor và cái đầu bơm đó. Thì đầu tiên tôi xin được giới thiệu với các bạn về các cái chi tiết cần chú ý để mà lựa chọn được cái motor có chất lượng tốt. Cái thứ nhất đó là cái motor được quấn bằng dây đồng hay dây nhôm. Thì nếu như motor mà được quấn bằng dây đồng thì cái công suất của nó sẽ mạnh hơn, thời gian sử dụng của nó sẽ bền hơn và cái điện năng hao hụt của nó cũng sẽ ít hơn. Cái vấn đề thứ hai đó là motor có được quấn đủ vòng hay không. Thì nếu như motor mà được quấn đủ vòng đồng nghĩa với việc là cái công suất của nó đúng như công suất như trên tem mạc và ngược lại. Cái vấn đề thứ ba mà các bạn cần chú ý đó là cái tốc độ vòng quay của motor. Thì nếu như tốc độ vòng quay của motor quá lớn, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của đầu bơm và motor. Tuy nhiên nếu như chọn cái motor có tốc độ vòng quay quá nhỏ thì áp lực nước của cái đầu bơm nó sẽ không đạt được theo yêu cầu. Chính vì vậy mà hãy chọn những cái motor có cái tốc độ vòng quay vừa phải. Vấn đề thứ hai đó là những yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng của đầu bơm. Thì cái đầu tiên đó là vật tư làm đầu bơm. Thì nếu như đầu bơm được làm bằng những vật tư tốt ấy, thì nó sẽ không sợ cái quá trình mài mòn khi mà sử dụng đầu bơm. Cái thứ hai đó là cái độ chính xác khi mà gia công các cái chi tiết ở bên trong đầu bơm. Thì nếu như các cái chi tiết ở bên trong đầu bơm được gia công với cái độ chính xác cao thì khi lắp ráp lại với nhau nó sẽ tạo thành một cái khối hoàn chỉnh giúp cho đầu bơm hoạt động với công suất mạnh nhất và với thời gian sử dụng lâu nhất. Và cái thứ ba đó là bạc đạn ở bên trong đầu bơm nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái công suất và cái độ bền của đầu bơm. Thì sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn về cái máy rửa xe Kokoro KH3006, một cái sản phẩm mà đang được rất là nhiều khách hàng của Taiko ưa chuộng. Cái máy rửa xe này thì nó được thiết kế cho những cái tiệm rửa xe ô tô chuyên nghiệp. Ngoài ra nó còn được sử dụng để rửa xe tải, xe container, xe đầu kéo và những cái xe chở vật liệu trong công trình xây dựng. Vậy thì cái máy rửa xe Kokoro KH3600 của Taiko có những đặc điểm gì? Cái đầu tiên xin giới thiệu với các bạn về cái motor. Thì cái motor của nó được quấn 100% bằng dây đồng với đúng công suất 7,5 kW. Và cái tốc độ vòng quay của nó là 1450 vòng trên phút. Chính vì vậy mà cái motor này nó hoạt động rất là bền. Thứ hai đó là cái đầu bơm của cái máy rửa xe KH3006 này, nó được gia công trên cái công nghệ CNC với cái độ chính xác cao. Và nó được làm bằng thép có khả năng chống gỉ và chống mài mòn rất là tốt. Cái đặc điểm thứ ba đó là cái máy rửa xe này nó có 3 bánh, bao gồm 2 bánh đúc ở phía sau và một cái bánh xe bạc đạn có cái khóa gài ở phía trước. Cái điều này giúp cho cái việc di chuyển hoặc là dừng lại rất là dễ dàng trong cái tiệm rửa xe. Cái đặc điểm thứ tư đó là cái lớp vỏ để bảo vệ motor và đầu bơm. Nó được làm bằng inox 304, rất là bền, có khả năng chống gỉ rất là tốt trong cái môi trường ẩm ướt của tiệm rửa xe. Cái đặc điểm thứ năm chính là cái dây áp lực cao dài 15m, hai lớp bô kẽm này. Nó được bọc một cái lớp cao su chất lượng cao ở ngoài. Chính vì vậy mà hạn chế được cái việc gãy, bị thủng và bị mài mòn trong cái quá trình sử dụng. Cái đặc điểm thứ sáu đó là cái đầu bơm và cái motor này khi hoạt động thì nó chạy khá êm. Chính vì vậy mà nó không ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh. Cái đặc điểm thứ bảy đó là cái máy rửa xe này nó được kết hợp với cái súng chống xoắn dây, rất là tiện lợi trong cái quá trình mà sử dụng. Cái đặc điểm thứ 8 đó chính là cái lọc rác đi cùng với cái máy rửa xe này. Thì nó được thiết kế 2 tầng, vừa có thể lọc rác và lọc cát, hạn chế cái việc cát và đá có thể vào trong đầu bơm. Cái đặc điểm thứ 9 đó là cái hộp điều khiển của cái máy rửa xe KH3006 này. Thì như các bạn thấy là có thể tháo ra lắp vào rất là dễ dàng, giúp cho cái việc mà xử lý những cái sự cố một cách đơn giản. Cái đặc điểm thứ 10 đó là trên thân máy có cái hướng dẫn sử dụng một cách cụ thể và đặc biệt là có các cái thông tin liên hệ giúp cho khách hàng có thể liên hệ một cách dễ dàng khi mà cần sự hỗ trợ. 11 đó là khách hàng khi mà mua cái máy rửa xe cao áp Kokoro KH3006 này thì được tặng một cái bộ điều khiển từ xa. Và cái 12 đó là khách hàng được đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày nếu cái lỗi
do nguyên nhân của nhà sản xuất. Cái thứ ba đó là lắp cái lọc rác vào cái dây hút nước. Thì các bạn chú ý là nếu như mà lấy nước từ trong bồn đấy thì có thể là bỏ cái lọc rác này vào trong bồn luôn. Hoặc nếu như mà lấy nước trực tiếp ấy thì các bạn có thể cắm cái đầu này vào cái nguồn nước trực tiếp. We'll be right back.
Đầu tiên là mình thay cái nắp nhớt đi cùng với cái máy. Cái thứ hai là mình sẽ xúc rửa đầu bơm. Cái thứ ba đó là các bạn nhớ xúc rửa những cái cặn bẩn ở phía bên trong của dây trước khi mà sử dụng. Cái thứ tư đó là các bạn nhớ xúc rửa súng nhá. Và nhớ rằng là khi mà xúc rửa súng ấy thì mình chưa lắp đầu béc. Cái thứ năm đó là khi mà chỉnh áp ấy thì các bạn hãy sử dụng cái đầu béc không độ. Cái thứ sáu đó là khi mà không sử dụng máy nữa thì các bạn nhớ là tắt máy và xả áp trước khi mà tháo súng. Thì sau khi mà mua về sử dụng khoảng 3 ngày thì các bạn nhớ thay nhớt và sử dụng cái nhớt của xe tay ga và đổ ngang mắt nhớt.
Thì vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với các bạn cũng như là demo về cái máy rửa xe qua app Kogoro KH3006, một cái sản phẩm được thiết kế cho những cái tiệm rửa xe ô tô chuyên nghiệp. Ngoài ra nó còn có thể rửa được xe tải, xe container, xe đầu kéo và những cái xe chở vật liệu trong các công trình xây dựng. Các bạn khi xem video, nếu như còn những cái vấn đề gì mà các bạn muốn hỏi rõ hơn, các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn cho cái số Zalo ở phía trên màn hình, hoặc các bạn cũng có thể comment câu hỏi của mình cùng với cái số điện thoại xuống dưới video mà các bạn đang theo dõi, để nhân viên của Taiko sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video, nếu như thấy hay và hữu ích, hãy nhớ bấm like và đừng quên đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn có đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.